Xin chào các bạn, đây là chuyên mục chăm sóc sức khỏe của Mẹo Sức Khỏe HTV. Nội dung trong chuyên mục chúng tôi sắp gửi đến cho các bạn, hy vọng rằng sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc chăm sóc sức khỏe của mình. Cách chữa thoát vị đĩa đệm bằng lá lốt rất tốt mà lại rẻ tiền. Thoát vị đĩa đệm là bệnh lý cột sống thường gặp ở những người tuổi trung niên và cao tuổi. Bệnh xảy ra khi đĩa đệm, tức là cơ quan giữa hai đốt sống bị thoái hóa, dẫn đến hiện tượng bao sơ, nứt rách, khiến cho nhân nhầy tràn ra bên ngoài. Lượng nhân nhầy thoát vị bị chèn ép lên dây chằng, dây thần kinh, mạch máu và làm phát sinh đau đớn. Hơn nữa, hiện tượng thoát vị còn khiến cho cấu trúc của cột sống mất cân bằng, từ đó làm giảm khả năng vận động và độ dẻo dai của cơ thể. Chữa thoát vị đĩa đệm bằng lá lốt chính là phương pháp trị bệnh dân gian được cha ông ta giữ gìn và phát triển qua nhiều đời. Với ưu điểm lành tính, đem lại hiệu quả lâu dài, phương pháp này được rất nhiều người bệnh ưu tiên sử dụng. Vậy thì đâu là cách chữa thoát vị đĩa đệm bằng lá lốt hiệu quả nhất hiện nay? Các bạn hãy cùng tham khảo trong video ngay sau đây nhé. Để thực hiện được phương pháp này thì bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây. Thứ nhất là lá lốt. Y học hiện đại cũng chỉ ra rằng trong lá lốt chứa rất nhiều dược tính có lợi đối với các bệnh nhân mắc thoát vị đĩa đệm, như là tinh dầu alkanot, pipenlorin. Những hoạt chất này giúp thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, giúp vận động chuyển oxy cùng với các dưỡng chất khác đến xương diễn ra được thuận lợi hơn. Nhờ vậy mà các tổn thương tại đĩa đệm và cột sống nhanh chóng được phục hồi. Ngoài lá lốt ra thì bạn chuẩn bị cho mình 100g muối hạt. Đây chính là hai nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị. Cách thực hiện rất đơn giản. Mình sẽ đem lá lốt đi rửa thật sạch nhé. Sau khi đã rửa sạch, mình sẽ thái nhỏ nguyên liệu này ra. Sau đó cho nó vào một cái cối. Chúng ta sẽ giã nát nguyên liệu này ra. Đây chính là lá lốt đã được giã nát. Mình sẽ cho muối hạt vào và đảo đều. Chúng ta sẽ đem hỗn hợp này đi rang nóng nhé. Bạn chuẩn bị một xoong sạch và cho xoong lên bếp. Sau khi xoong đã nóng thì bạn sẽ đổ hỗn hợp lá lốt cùng với muối vào. Bạn nhớ đảo đều tay lên nhé. Trong quá trình đun, bạn nhớ đun nhỏ lửa thôi. Chúng ta chỉ cần đun cho hỗn hợp của chúng ta nóng lên là được. Giờ bạn có thể tắt bếp đi và cho hỗn hợp ra ngoài được rồi. Đây chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần cho cách trị bệnh này. Với hỗn hợp này, người bệnh dùng vải mỏng bọc hỗn hợp lại và đem chườm lên vị trí đau nhức đến khi hỗn hợp nguội.
thực hiện đều đặn phương pháp này từ 2 đến 3 lần một ngày, người bệnh sẽ thấy các triệu chứng thuyên giảm đáng kể. Lưu ý, phương pháp này không được sử dụng trong giai đoạn cấp, cột sống đau nhiều và sưng đỏ. Bởi lẽ, lúc này nhiệt độ từ túi chườm có thể khiến cho mao mạch giãn nở, làm tăng tuần hoàn máu, khiến cho tình trạng bệnh trở thêm nặng. Cách chữa này có tác dụng làm giảm nhẹ các cơn đau tại vùng cổ, thắt lưng, đồng thời thúc đẩy quá trình lưu thông khí huyết, từ đó cũng là đẩy lùi tình trạng tê bì, cứng cơ. Ngoài ra, độ ấm từ dược liệu còn giúp giãn cơ, nới lỏng khoảng cách giữa các đốt sống, từ đó giải phóng các dây thần kinh bị chèn ép. Nhờ vậy, các tổn thương tại đĩa đệm và cột sống nhanh chóng được phục hồi. Trên đây là cách chữa thoát vị đĩa đệm bằng lá lốt, đơn giản nhưng lại đem đến hiệu quả điều trị bệnh tích cực. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả điều trị cũng như tính an toàn, người bệnh nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi tiến hành thực hiện. Chúc các bạn thành công và luôn mạnh khỏe! Chúng tôi hy vọng rằng với chuyên mục này, với nội dung trong video sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc chăm sóc sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.